Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni ạ. Con kính bạch thầy, con là Phật tử chùa Quán Sứ, nhưng mà con được quý thầy và bố thí pháp nhu chúng hàng Phật tử chúng con được sáng trí tuệ. Cái thứ nhất, cái thứ hai là con bạch thầy, thầy cho con biết một câu này. Con nghĩ rằng bờ giác mở toang, không người đến, địa ngục đóng kín, vẫn chen nhau là thế nào ạ? Con bạch thầy, thầy bố thí pháp nhũ cho con để con hiểu ạ. A Di Đà Phật. Phật tử này xin hỏi là hai câu bờ giác mở toang, không người đến, rồi địa ngục đóng kín, nhiều người chen nhau. Thì thưa đại chúng, là hai câu này đó, cái nội hàm là muốn nhắc nhở, tức là chỗ giác ngộ, chỗ tỉnh giác an vui đó, thì những người mê lầm thì ít có tìm đến, nhưng mà chỗ địa ngục khổ đau đó thì người ta lại chen lấn vào. Ở trong miền Nam nó cũng có hai câu đó, là thiên đường hữu lộ vô nhân đáo, địa ngục vô môn hữu khách tầm. Tức là cái con đường Niết Bàn đó, mở cửa thì không có ai tìm đến, vô nhân đáo là không có ai tìm đến. Địa ngục vô môn, tức là cái cửa địa ngục đóng, nhưng mà người ta cứ tìm đến. Đó, thì thưa đại chúng rằng là tìm đến con đường giác ngộ, tìm đến sự an lạc, sự yên vui đó, thì thưa quý Phật tử rằng là nếu mà không có cái nhân duyên với Phật Pháp đó, thì chúng ta thấy rằng là cái số người đến đó rất là ít. Nhưng mà còn những cái mà mê lầm tối tâm đó, thì người ta lại thích tìm đến những nơi đó. Cũng như quý Phật tử thấy rằng là ở ngoài thế gian đó, những cái chỗ mà hút sách nè, trụy lạc nè, vui chơi mà nó không lành mạnh đó, thì chúng ta thấy rằng là thanh niên thiếu nữ tập trung rất là nhiều. Còn đến chùa để mà tìm cái sự thiện lành, nuôi dưỡng sự an lạc, thanh tịnh tỉnh sáng đó, thì chúng ta thấy rằng là thanh niên thiếu nữ rất là ít. Thì để thấy là gì? Người xưa có câu đó, thánh pháp nan huân, hôn đồ dị khởi. Tức là những cái phương pháp để hình thành, tạo nên cho con người thành bậc thánh, thành sự tốt đẹp, thì người ta ít có huân tập lắm, ít có hướng về, ít có chịu mở cánh cửa đó. Nhưng mà còn những cái hôn đồ đó, tức là những cái xấu, thì người ta rất thích đi về cái ngã đó. Thì thưa đại chúng rằng là cái điều mà chúng ta thấy rất rõ đó, tức là tìm đến cái sự giác ngộ, cái sự an lạc cho thân và tâm đó, thì chúng ta thấy rằng cái điều này Đức Phật mở cánh cửa pháp ra để cho mọi người bước vào. Nhưng mà chúng ta thấy rằng là cái số lượng người đến rất là ít. Còn những cái chỗ mà tối tâm nè, ăn chơi nè, trụy lạc nè, mất đạo đức á, thì chúng ta thấy rằng là người ta thích đến cái chỗ đó. Cho nên là khi mà mình hiểu được điều này đó, thì bản thân mình phải giác ngộ, là hướng dẫn cho những người thân mình hiểu ra được, để mà tìm đến cái sự tỉnh sáng, an lạc và giải thoát. Cũng như buổi sáng chia sẻ với đại chúng đó,
có những điều mà mình không muốn nhưng vẫn phải chịu là do vì nghiệp đã gây tạo. Nhiều người không muốn sanh vào cái nhà nghèo khổ, ngôi nhà không như ý, nhưng mà cứ bị đẩy vào là do vì đã gieo trồng cái nghiệp như vậy. Đó, cho nên khi mà mình hiểu được á, thì không muốn vào cái chỗ bất an khổ đau đó, thì phải hướng tâm về ánh sáng của Đức Phật, hướng tâm về nẻo giác, hướng tâm về cái sự tu tập, để mình có thể là mở cánh cửa giác ngộ cho mình và cho người. Thì nói tóm lại là cái cánh cửa Pháp Đức Phật mở ra rất nhiều phương tiện. Thì chúng ta là những người có duyên được bước vào, nhưng mà mình cũng phải mở tấm lòng ra để mà khuyến khích, khích lệ những người thân mình cùng đi trên con đường giác ngộ. Chứ đừng để cho những người thân mình đó là đi vào cái ngõ hẹp, tức là địa ngục nó không có lối, nó đóng kín mà người ta cứ chen chân. Thì rõ ràng là gì? Là do vì thiếu hiểu biết, thiếu cái sự khích lệ, thiếu cái sự mà chỉ bảo của mọi người, cho nên là người ta lại thích đi vào cái ngã đó. Thì mình có được cái duyên bước chân vào cái nẻo giác ngộ, tỉnh giác, cái con đường an vui đó, thì chúng ta phải khéo để mà khích lệ, hướng dẫn cho người thân mình đó cùng đi vào con đường đó. Thì như vậy là lợi mình và lợi người. Đó là xin phép được chia sẻ cái câu hỏi của một Phật tử.